Tin bóng đá, đội tuyển Việt Nam có thể đối đầu với Thái Lan vòng loại World Cup 2022. Real đòi 67 triệu bảng và Mane để lấy Asensio. Paris Saint-Germain hạ giá Neymar xuống còn 150 triệu euro. MU chỉ bán Pogba từ 180 triệu euro trở lên, là những tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay. Kịch bản đội tuyển Việt Nam đấu Thái Lan vòng loại World Cup, ký ức trận thua thảm không, và đội tuyển Việt Nam có thể tái ngộ Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022, và giờ chúng ta ở một vị thế rất khác. Một tuần nữa sẽ diễn ra lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống thứ 2, còn đại kình địch Thái Lan nằm ở nhóm thứ 3, và hai đội hoàn toàn có thể rơi vào chung bảng đấu. Với báo chí và người hâm mộ, cầu thủ Thái Lan có lẽ họ rất mong kịch bản này xảy ra để tái đấu đội tuyển Việt Nam lần nữa nhằm trả nợ sau những thất bại liên tiếp thời gian qua. Truyền thông châu Á cũng có sự quan tâm đặc biệt đến điều này. Tờ Song A Hàn Quốc bình luận với sự kình địch những năm gần đây, cuộc so tài giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan giai đoạn sắp tới hứa hẹn sẽ rất khốc liệt. Việt Nam và Thái Lan vốn là hai nền bóng đá lớn nhất Đông Nam Á. Họ là những đại kình địch cả trong và ngoài sân cỏ. Trong khoảng hơn một năm trở lại đây, với sự có mặt của huấn luyện viên Park Hang-seo, Việt Nam đã khiến Thái Lan liên tục thất bại. Họ đánh bại Thái Lan tới 4-0 ở vòng loại U23 châu Á và tiếp tục giành chiến thắng 1-0 ở King Cup 2019. Mỗi trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan giờ đây sẽ là một cuộc chiến giữa huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên Akira Nishino. Tuy nhiên, nhìn lại kỳ vòng loại World Cup cách đây 4 năm, người Thái từng rất tự hào khi họ lúc đó ở tầm cao hơn hẳn Việt Nam. Với người hâm mộ Việt Nam, ký ức thua thảm người Thái 0-3 ngay tại Mỹ Đình là một tổn thương lớn. Đó là giai đoạn mà tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Miura chơi thứ bóng đá vô cùng chặt chẽ và quyết liệt. Họ cũng lần lượt thua voi chiến 0-1 trên sân khách và 0-3 trên sân nhà ở vòng loại World Cup 2018. Nói về trận thua 0-3 ấy, nhiều người còn nhớ như in hình ảnh Thái Lan chơi thứ bóng đá tiki taka đẹp mắt. Ban bật ghi bàn khiến các cầu thủ Việt Nam chỉ biết thẫn thờ đứng nhìn. Thế nhưng, kể từ khi bóng đá Việt Nam trao tay lái các đội tuyển cho thuyền trưởng Park Hang-seo, mọi chuyện đã đổi chiều. Vẫn với những con người ấy, nhưng bằng triết lý bóng đá mới, tuyển Việt Nam rồi U23 Việt Nam đã lần lượt thay ra đổi thịt và thay đổi cán cân với người Thái. Từ nỗi ám ảnh, nỗi sợ người Thái thì giờ các đội tuyển Việt Nam lại háo hức, tự tin đối đầu với họ. Nếu có kịch bản đội tuyển Việt Nam đụng độ Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 thì huấn luyện viên Park Hang-seo hẳn sẽ vẫn có đối sách để đánh bại họ. U23 Việt Nam đấu tập với U18 Việt Nam. Chiều nay vào lúc 18 giờ ngày 10 tháng 7, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu tập cùng với U18 Việt Nam trên sân PVF. Tiền đạo Tiến Linh chia sẻ: các đồng đội hãy cố gắng thể hiện hết khả năng của mình để huấn luyện viên Park Hang-seo và ban huấn luyện có thể thấy rõ thấy điều đó. Nếu cố gắng, bạn sẽ được lựa chọn cho các giải đấu sắp tới. Vì thế mỗi cá nhân trong đội sẽ phải nỗ lực trong từng buổi tập. Bằng sự quan sát tinh nhạy của mình, thầy sẽ nhìn ra ai có tố chất. Điều đặc biệt là trận đấu này sẽ không mở cửa cho cổ động viên theo dõi nhằm giữ bí mật thông tin nhân sự. Hồng Duy gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ. Ở trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Quảng Nam ở vòng 14 V-League 2019, từ pha tranh chấp trên không cùng hậu vệ Văn Hà ở phút thứ 31, Hồng Duy ngã xuống sân và tỏ ra rất đau đớn. Chấn thương này khiến anh phải rời sân và đi đến bệnh viện ngay lập tức bằng xe cứu thương. Theo thông tin ban đầu, Hồng Duy bị giật phần mềm ở hông. Với hung tin này, không chỉ những người yêu Hoàng Anh Gia Lai mà cả cổ động viên bóng đá Việt Nam đều bất an khi chiến dịch vòng loại World Cup 2022 đang đến rất gần. Tuy nhiên, sau vài ngày, Hồng Duy đã có một dòng trạng thái trên mạng xã hội để trấn an những người yêu mến anh. Trên Instagram cá nhân, cầu thủ gốc Bình Phước viết: xin gửi lời cảm ơn chân thành tới chú bác, cô dì, thím thượng, những người anh em thiện lành, các bạn láng giềng, hàng xóm, fan đã hỏi thăm và động viên Didi hiện tại rất chi và này nọ, vẫn cứ là ok nhé mọi người, yêu mọi người nhiều. Được biết, vào chiều qua, Hồng Duy đã có mặt tại trung tâm PVF để tiếp tục điều trị chấn thương xương sườn và nhiều khả năng sẽ không thể góp mặt trong trận đấu với Than Quảng Ninh tại vòng 15 V-League diễn ra vào ngày 13 tháng 7 tới. VFF đầu tư trọng điểm vào lứa U16 với mục tiêu dự World Cup. Mới đây,
ông Trần Quốc Tuấn đã chia sẻ, với việc World Cup sẽ có 48 đội tham dự vào năm 2026, sẽ là cơ hội không hề nhỏ cho các nền bóng đá đang tiến bộ như Việt Nam. Bóng đá Việt Nam không chỉ tập trung với thành công ở đội tuyển quốc gia mà quên đi sự đầu tư bài bản cho bóng đá trẻ, vì đó là cái gốc quan trọng nhất nếu muốn duy trì và phát triển những thành tích trong tương lai. Nếu chúng ta không hành động quyết liệt ngay từ bây giờ để hướng đến World Cup 2026 thì coi như đã muộn. Chính vì thế, VFF đặt quyết tâm chăm bón cho lứa cầu thủ U16, U18 thay thế cho lứa kế cận tiếp theo nhằm hướng đến thành tích cao hơn, đó là tấm vé dự World Cup 2026. Hiện tại, lứa cầu thủ U15 Việt Nam đã được tập trung nhằm hướng đến giải Đông Nam Á 2019 và vòng loại U16 châu Á 2020. Bóng đá nữ đặt chỉ tiêu dự World Cup. Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho hay Việt Nam thực chất đã nhắm đến việc dự World Cup từ trước, nhưng nếu FIFA nâng số đội dự vòng chung kết lên 32 đội, cơ hội sẽ cao hơn. Quyết tâm của chúng ta còn thể hiện sau khi VFF có tân trưởng ban bóng đá nữ là ông Phạm Thanh Hùng. Hiện tại, vòng chung kết World Cup có 24 đội và châu Á có 5 suất tham dự giải đấu này. Ở kỳ vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2019 vừa kết thúc tại Pháp, 5 đại diện của bóng đá châu Á gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, Hàn Quốc và Thái Lan. Nếu vòng chung kết World Cup tới tăng số đội tham dự từ 24 lên thành 32 đội, chắc chắn châu Á sẽ có thêm suất và cơ hội của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lớn hơn hẳn. Đến với tin tức quốc tế, Real Madrid vừa đưa ra đề nghị chuyển nhượng cực sốc cho Liverpool về tiền vệ Marco Asensio. Theo đó, kền trắng sẽ nhả cầu thủ 23 tuổi chuyển tới sân Anfield nếu như The Kop chịu chi ra 67 triệu bảng kèm Sadio Mane. Paris Saint-Germain đang xem xét hạ giá bán tiền đạo Neymar xuống còn 150 triệu euro sau khi cầu thủ này liên tiếp vi phạm kỷ luật và nặng nặc đòi ra đi. Hiện cả Barca và Real Madrid đều đang quan tâm tới siêu sao người Brazil. Theo tờ Marca, Man United sẽ chỉ để Paul Pogba ra đi nếu họ nhận được ít nhất 180 triệu euro. Tiền vệ người Pháp tuyên bố thẳng muốn chuyển tới một câu lạc bộ khác, nhưng MU kiên quyết muốn giữ anh lại bằng cách hét giá rất cao. Tiền vệ Fabian Delph đang nhận được sự quan tâm từ Everton trong mùa hè này. Cầu thủ 29 tuổi gần như không còn chỗ đứng tại Man City sau khi câu lạc bộ này mang về hai tân binh Rodri tiền vệ trung tâm và Angelino hậu vệ cánh trái. Đây là hai vị trí mà Delph thường xuyên được sử dụng như phương án dự phòng trong vài mùa qua. Arsenal đã nhảy vào cuộc đua giành cầu thủ chạy cánh Malcolm của Barca với Everton. Nguyên nhân là pháo thủ có vẻ đã từ bỏ mục tiêu Wilfried Zaha do Crystal Palace hét giá quá cao. Malcolm gia nhập Barca vào mùa hè năm 2018 với giá 36,5 triệu bảng nhưng không thường xuyên được ra sân. Hậu vệ trái Alberto Moreno của Liverpool đồng ý gia nhập câu lạc bộ Villarreal với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm theo dạng chuyển nhượng tự do. Cầu thủ 27 tuổi này từng công khai chỉ trích huấn luyện viên Jurgen Klopp vì không cho anh thi đấu nhiều trong những mùa giải qua. David De Gea trên đường gia nhập Paris Saint-Germain. Mùa giải 2018-2019, mọi thứ trở nên tệ hại với cá nhân David De Gea. Lần đầu tiên sau nhiều năm, thay vì là người gánh team, De Gea lại đang trở thành gánh nặng của đội bóng với những sai lầm liên tiếp. Từ Nou Camp đến Old Trafford, những sai lầm khủng khiếp biến De Gea thành một thủ môn tầm thường, mắc những lỗi sơ đẳng. Đáng nói hơn, những sai lầm ấy khiến MU phải trả những cái giá rất đắt, và tình hình chẳng hề dịu đi trong những ngày hè 2019 này. Cho đến thời điểm này, các cuộc đàm phán hợp đồng mới giữa MU và De Gea vẫn hoàn toàn bế tắc. Điều khoản của bản hợp đồng ký năm 2014 cho phép MU được tự động gia hạn thêm một năm nữa. Nhưng điều gì xảy ra nếu De Gea kiên quyết cự tuyệt bản hợp đồng gia hạn mà ban lãnh đạo MU chia ra? Đội bóng này có lẽ sẽ phải bán De Gea nếu không muốn mất trắng như Herrera sau một năm nữa. Trong lúc đó, ngang bằng với người hưởng lương cao nhất MU là Alexis Sanchez. Dĩ nhiên, MU không sẵn sàng trả lương điên rồ như thế cho một thủ môn, ngay cả khi đó là De Gea. Những ngày qua, truyền thông Anh và Pháp rộ lên thông tin Paris Saint-Germain sau khi đã ký hợp đồng với người bạn thân Ander Herrera, tiếp tục tìm đến Old Trafford và tìm cách chiêu mộ David De Gea. Thậm chí, nhà vô địch nước Pháp sẵn sàng chi ra 60 triệu bảng để thuyết phục đội bóng chủ quản MU nhà người.
Paris Saint-Germain sau khi để thua MU một cách cay đắng ở vòng 1/8 Champions League, đang liên tiếp tung ra đòn thù đáp trả người Manchester thông qua cánh cửa chuyển nhượng. Hơn nữa, sau khi chia tay Buffon, Paris Saint-Germain đang ráo riết tìm kiếm một ngôi sao thực sự nơi khung gỗ, và vào lúc này, De Gea là tất cả những gì đội bóng nước Pháp hướng về. Cú sốc mang tên Neuer, tờ Daily Mail khẳng định, phó chủ tịch Ed Woodward đang âm mưu tạo ra một thương vụ điên rồ. Theo đó, người điều ở Old Trafford sẵn sàng để De Gea ra đi với mức giá đủ lớn, và khoảng trống mà anh để lại sẽ được lấp đầy bằng cái tên Manuel Neuer. Trong quá khứ, Sir Alex đã không thể đem Neuer đến nước Anh, nhưng giờ đây Ed Woodward có thể. Mới đây, người đại diện của Manuel Neuer tay cò Thomas Kroos công khai chỉ trích phương thức điều hành của ban lãnh đạo Bayern Munich, đồng thời nghi ngờ về tham vọng của hùm xám xứ Bavaria trên tờ Süddeutsche. Theo đó, Neuer lo ngại rằng Bayern đã không còn đủ mạnh để chinh phục những đỉnh cao sau khi để Robben, Ribery và Hummels ra đi. Đồng thời thủ thành này cũng e ngại rằng huấn luyện viên Niko Kovac không đủ tầm vóc để đưa Bayern đến với những thành công. Phản bác lại Neuer và người đại diện, huyền thoại Lothar Matthäus công khai chỉ trích thủ môn số 1 của Bayern. Hành động và lời nói của anh ta không thể chấp nhận được. Nếu Neuer có vấn đề gì về bản hợp đồng, anh ta nên đến gặp chủ tịch câu lạc bộ. Thật khó để Neuer tiếp tục ở lại với đội bóng này. Nếu Neuer muốn ra đi, thì MU hoàn toàn có thể là một điểm đến. Ở tuổi 33 và đã giành hầu hết những danh hiệu lớn, giờ là lúc để Neuer ra đi, tìm kiếm những thử thách mới như người đồng đội cũ Schweinsteiger. Và dĩ nhiên, đổi lại MU sẽ đáp ứng mức lương vô cùng hấp dẫn cho găng tay vàng World Cup 2014.